kính chào quý vị đến với bản tin ngày 17 tháng 2 hôm nay. Mời quý vị theo dõi một số tin đáng chú ý sau đây. Đoàn xe biểu tình là mối đe dọa đối với nền dân chủ của chúng ta. Thủ tướng Trudeau phát biểu với các thủ hiến. Thủ hiến Jason Kenney và Scott Moe cùng với các thống đốc của Hoa Kỳ kêu gọi hãy chấm dứt các quy tắc tiêm chủng đối với các tài xế xe tải. Ontario đối mặt với tình trạng tồn động hơn 1 triệu ca phẫu thuật. Quebec chi 65 triệu đô la để tuyển dụng và đào tạo 1.000 y tá nước ngoài. Cảnh báo về thời tiết khắc nghiệt ở Ontario và vùng Maritimes. Trong bản tin thế giới liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine, Mỹ cho rằng Nga tuyên bố rút quân là sai sự thật. Trung Quốc nói rằng Mỹ đang phóng đại mối đe dọa của Nga đối với Ukraine. Những người di cư phải khâu miệng để tìm đường đi Mexico tới biên giới với Hoa Kỳ. Samsung đầu tư 920 triệu Mỹ Kim để mở rộng nhà máy tại Việt Nam. Và Việt Nam mở cửa trở lại hoàn toàn cho khách du lịch từ tháng tới. Tuấn Liêm và Hoàng Anh xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị tới đây để theo dõi bản tin của Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Nếu quý vị yêu thích chương trình này thì xin quý vị hãy bấm like, comment và share để giới thiệu cho nhiều người cùng xem. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị. Và ngay sau đây, anh mở đầu bản tin Canada liên quan tới đoàn xe biểu tình tại Ottawa. Thưa quý vị, Thủ tướng Justin Trudeau gọi cuộc biểu tình đang diễn ra là một mối đe dọa đối với nền dân chủ Canada trong một lá thư biện minh gửi đến các thủ hiến của đất nước cho việc kích hoạt các quyền hạn khẩn cấp lần đầu tiên trong lịch sử Canada. Bức thư được chính phủ liên bang công bố vào tối muộn thứ Tư cho biết sự mệt mỏi và thất vọng với các biện pháp y tế công cộng COVID-19 và lệnh tiêm chủng không còn là động lực của nhiều người tham gia biểu tình và những người tổ chức. Chúng ta đang thấy là hoạt động là mối đe dọa đối với nền dân chủ của chúng ta và điều đó đang làm suy yếu lòng tin của công chúng đối với các thể chế của chúng ta, Thủ tướng Trudeau viết trong lá thư. Chính phủ Canada tin tưởng chắc chắn vào quyền biểu tình hòa bình, nhưng như chúng tôi đã thảo luận các hoạt động diễn ra trên khắp đất nước đã vượt xa sự phản đối ôn hòa. Lá thư viết, đây là lần đầu tiên kể từ khi ban hành đạo luật biện pháp chiến tranh năm 1970, tức là War Measures Act, là tiền thân của đạo luật khẩn cấp hiện đại. Chính phủ liên bang tự cấp cho mình quyền hạn khẩn cấp. Bất chấp cảnh báo nghiêm khắc từ cảnh sát Ottawa vào sáng thứ Tư, nhiều người biểu tình vẫn bất chấp. Ba thủ hiến, ông Jason Kenney của Alberta, Ông Scott Moe của Saskatchewan và thủ hiến François Legault của Quebec đã công khai không đồng ý với việc chính phủ liên bang kích hoạt đạo luật khẩn cấp. Thủ hiến Doug Ford của Ontario, người đã chứng kiến các cuộc biểu tình gây rối nhất trong tỉnh của mình, đã ủng hộ biện pháp này. Trong lá thư gửi đến các thủ hiến, Thủ tướng Trudeau nhấn mạnh rằng quyền hạn của đạo luật khẩn cấp có giới hạn về mặt địa lý và thời gian. cảnh sát đã chặn đầu một đoàn xe Ottawa bị tình nghi đi đến thành phố Windsor, Ontario. Theo cảnh sát và thị trưởng Windsor, một đoàn xe gồm một số xe tải từ Ottawa được cho là đang hướng đến thành phố Windsor của tỉnh Ontario. Cảnh sát trưởng Windsor là Pam Mizuno nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng một đoàn xe gồm 6 hoặc 7 xe tải ở cách thành phố phía tây nam Ontario khoảng 250 km đã được phát hiện trong 24 giờ qua nghi ngờ rằng đoàn xe này đang hướng đến thành phố Windsor. Đoàn xe này kể từ đó đã quay trở lại, đi theo hướng đông trên quốc lộ 401. Đoàn xe được phát hiện chỉ vài ngày sau khi cầu Ambassador mở cửa trở lại vào thứ hai. Thị trưởng Drew Dokens cho biết, cảnh sát đã chặn thành công đoàn xe từ Ottawa. Các quan chức của thành phố Windsor cho biết, không có lịch trình để mở lại hoàn toàn con đường chính dẫn đến cây cầu là đường Huron Church trong bối cảnh lo ngại việc phong tỏa có thể quay trở lại. Một số người dân và chủ doanh nghiệp cho biết họ đã rất thất vọng vì một số tuyến đường bị đóng. Thị trưởng Dukens cho biết, ông hiểu mối quan tâm của doanh nghiệp mà đã bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa và các rào cản bê tông. Cảnh sát Windsor cho biết vào hôm thứ Tư, họ đã mở thêm lối đi cho các chuyến đi về hướng Đông và Tây qua đường Huron Church, Industrial Drive và Northwood Street Mở cửa cho chiều đi về hướng đông và tây qua đường Huron Church và cho phép đi về phía nam. Về cơ bản thì giao thông địa phương hạn chế đi vào cầu Ambassador. Kể từ khi các cuộc biểu tình được giải tán khỏi đường Huron Church vào chủ nhật, cảnh sát đã tập trung rất đông trong khu vực và hạn chế giao thông địa phương trên đường Huron Church trong nỗ lực ngăn những người biểu tình chặn lối vào cầu Ambassador một lần nữa. Ngân hàng của Canada sẽ thực hiện lệnh khẩn cấp đóng băng các tài khoản để ngăn chặn đoàn xe tải. Ngành ngân hàng của Canada cho biết, họ sẽ tuân theo các lệnh khẩn cấp của chính phủ liên bang nhắm vào những người biểu tình bằng xe tải. Trong khi đó thì chính phủ vẫn đang thảo luận về cách tốt nhất để thực thi các luật này. Chính phủ đã công bố các chi tiết vào cuối ngày thứ ba về các yêu cầu đối với một loạt các ngành tài chính bao gồm ngân hàng công đoàn tín dụng, công ty bảo hiểm, nhà quản lý danh mục đầu tư và dịch vụ tư vấn đầu tư. Hiệp hội Ngân hàng Canada cho biết trong một tuyên bố vào hôm thứ tư rằng, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ tài chính khác, các ngân hàng sẽ cần phải siêng năng thực hiện các biện pháp cần thiết. Các ngân hàng lớn của Canada cho đến nay đã từ chối bình luận riêng lẻ và đã tham khảo tuyên bố của Hiệp hội Ngân hàng Canada. Các lệnh khẩn cấp chỉ đạo các tổ chức tài chính đình chỉ dịch vụ cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nếu họ hỗ trợ các cuộc phong tỏa. Các ngân hàng đã được bảo vệ khỏi các trách nhiệm dân sự đối với các hành động thực hiện theo lệnh. Các nền tảng tiền điện tử cũng tuân theo lệnh và một số, bao gồm cả Bitbuy có trụ sở tại Toronto cho biết họ đã nhận được hướng dẫn từ cơ quan thực thi pháp luật. Để hủy tình trạng đóng băng tài khoản ngân hàng trong trường hợp ai đó đã ngừng tham gia biểu tình hoặc bị nhầm lẫn danh tính, các quan chức cho biết các cá nhân sẽ phải liên hệ với các tổ chức tài chính của họ để xác thực thông tin và thực hiện các biện pháp cần thiết. Về phía bảo hiểm, các lệnh chỉ áp dụng cho bảo hiểm xa hơi. Cảnh sát sẽ tự phải quyết định xem có cần dùng vũ lực để chấm dứt biểu tình hay không. Thủ tướng Justin Trudeau nói rằng ông không phải là người quyết định việc sử dụng vũ lực để chấm dứt cuộc biểu tình của đoàn xa tải, khi mà các bộ trưởng liên bang đang cảnh báo rằng một số người biểu tình ở thủ đô của quốc gia có tư tưởng cực đoan. Thủ tướng nói đạo luật khẩn cấp giúp cung cấp các công cụ mà các cơ quan thực thi pháp luật địa phương có thể hợp tác sử dụng. Khi được hỏi liệu người dân Ottawa sẽ có lại thành phố của họ vào cuối tuần này hay không, ông Trudeau đã không trả lời. Trong một bản cập nhật liên bang về tình hình, Bộ trưởng An toàn Công cộng, ông Marco Mendocino chỉ ra rằng, với các cuộc phong tỏa ở Coutts, Alberta, Surrey, BC Windsor, Ontario, và Emerson, Manitoba, tất cả đã hoặc là sắp được dọn sạch. Khu vực được quan tâm nhất hiện nay vẫn là thành phố thủ đô Ottawa, tại đó thì hàng trăm xe tải và người biểu tình vẫn xếp hàng trên các con phố ở trung tâm thành phố và tiếp tục duy trì các trung tâm có tổ chức trên toàn thành phố. Ông Mendicino cảnh báo rằng một bài học khác mà các quan chức liên bang rút ra từ những gì đã xảy ra trong việc trấn áp các cuộc biểu tình của đoàn xe khác Đặc biệt là ở khu vực Cooks, Alberta, là có hoạt động tội phạm nghiêm trọng đang diễn ra trong những sự kiện này. Bốn người đã bị nhắm mục tiêu trong một cuộc đột kích sáng sớm của cảnh sát trong tuần này ở Cooks Alberta, hiện đang phải đối mặt với cáo buộc âm mưu giết người, sau khi nhà chức trách thu giữ một số vũ khí và đạn dược từ cuộc phong tỏa qua biên giới hiện đã bị giải tán. Tại thành phố Ottawa vào sáng thứ tư, cảnh sát đã bắt đầu gửi tờ rơi cảnh báo những người tham gia biểu tình vẫn còn trên phố Wellington Street và khu vực xung quanh, nơi những người biểu tình đoàn xe tự do đã cắm trại được 20 ngày, phải rời khu vực này ngay bây giờ. Bất kỳ ai chặn đường hoặc hỗ trợ người khác chặn đường đều đang phạm tội và bạn có thể bị bắt. Hiệp hội Viện trợ Trẻ Em Ottawa cũng đã đưa ra một thông cáo cho các bậc cha mẹ mà đem các con trẻ đến tại cuộc biểu tình yêu cầu họ có sắp xếp người chăm sóc thay thế cần thiết cho con họ nếu họ bị bắt sau hành động của cảnh sát. Đảng bảo thủ nói rằng họ sẽ không ủng hộ đạo luật khẩn cấp. Lãnh đạo tạm thời của Đảng bảo thủ bà Candice Bergen nói rằng đảng của bà sẽ không ủng hộ bản kiến nghị mà cho chính phủ liên bang quyền thực thi đạo luật khẩn cấp khi mà các nghị sĩ đang chờ đợi một bản kiến nghị để thúc đẩy cho việc thảo luận vấn đề này. Khi rời cuộc họp kín của đảng bảo thủ vào ngày thứ tư, bà Bergen cho biết Thủ tướng Justin Trudeau đã không cố gắng chứng chỉnh triệt để các cuộc biểu tình và phong tỏa tại Ottawa và các nơi khác bằng quyền lực mà ông hiện có. Bà Bergen nói ông ấy đã không thực hiện từng bước 1, 2, 3 mà đi thẳng đến bước 100 và viện dẫn đạo luật khẩn cấp bà nhấn mạnh tôi không nghĩ rằng bất kỳ thứ gì có thể thay đổi ý định của các thành viên của đảng bảo thủ chúng tôi sẽ phản đối nó và đồng thời bà perkin lưu ý rằng việc viện dẫn đạo luật xảy ra cùng lúc với nhiều khu vực bị chiếm đóng đang được dỡ bỏ thông qua cơ quan thực thi pháp luật địa phương điều này thực sự đặt ra câu hỏi tại sao thủ tướng lại thực hiện hành động quyết liệt này được biết quyền hạn khẩn cấp sẽ tiếp tục có hiệu lực nếu bản kiến nghị được thông qua và điều này được cho là khả thi do NDP đã báo hiệu rằng họ sẽ ủng hộ đảng tự do. Ông Kenny và ông Mo cùng với các thống đốc của Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt các quy tắc tiêm chủng đối với các tài xế xe tải thủ hiến của tỉnh Alberta và Saskatchewan cùng với hơn chục thống đốc của Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt việc tiêm vắc xin COVID-19 bắt buộc đối với những người lái xe tải xuyên biên giới. Ông Jason Kenney của Alberta và Scott Moe của Saskatchewan đã ký một lá thư công khai thúc giục Thủ tướng Justin Trudeau và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hay đảo ngược quyết định của họ các thủ hiến nói rằng việc tiêm phòng là quan trọng nhưng quy định sẽ không buộc hàng ngàn người rời khỏi ngành vận tải đường bộ và làm trầm trọng thêm các vấn đề chuỗi cung ứng hiện có quyết định chấm dứt miễn trừ vắc xin và kiểm tra đối với những người lái xe tải xuyên biên giới đã gây ra các phong tỏa và biểu tình phản đối tại các điểm và thành phố biên giới của canada bao gồm cả ottawa 16 thống đốc Hoa Kỳ của các tiểu bang từ Georgia đến Alaska cũng đã ký vào lá thư. Ông Kenny hy vọng sẽ có thêm nhiều nhà lãnh đạo ký vào lá thư trong những ngày tới. Bản đồ tương tác cho thấy tác động lên môi trường của cuộc biểu tình ở Ottawa. Một công ty công nghệ đã tạo ra một bản đồ tương tác cho thấy các tác động môi trường của biểu tình đang diễn ra tại Ottawa. Dự án này thực sự mang lại cho các bên liên quan và những người ở Ottawa khả năng hình dung tác động của cuộc biểu tình. Giám đốc sáng tạo của Special Media Aaron Bernard nói. Ra mắt vào ngày 16 tháng 2, công cụ mới này phủ dữ liệu mã màu lên bản đồ 3D của Ottawa, cho phép người dùng xem các hiệu ứng của cuộc biểu tình như là mức độ tiếng ồn, giảm chất lượng không khí và đóng cửa giao thông. Ví dụ như trong tuần thứ hai của cuộc biểu tình thì dữ liệu cho thấy đoạn đường Wellington Street ở phía trước đội quốc hội ghi nhận mức độ tiếng ồn từ tiếng còi xe tải tương đương với tiếng còi liên tục của các xe khẩn cấp. Trong khi cư dân sống dọc theo Rideau Canal nghe thấy tiếng ồn tương tự như là tiếng đồng hồ báo thức tính bằng decibel. Trong khi đó, hàng chục chiếc xe tải để ở chế độ chạy không tải đã khiến cho giao thông khắp trung tâm thành phố Ottawa bế tắc và dẫn tới dự báo chất lượng không khí kém hơn 30% so với hướng dẫn của tổ chức Y tế Thế giới. Và điều này khiến Ottawa có thể có chất lượng không khí ngang bằng với thành phố Mexico. Một nghiên cứu mới đã tiết lộ COVID-19 gây tử vong cho trẻ sơ sinh của những bà mẹ mang thai chưa được tiêm phòng và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiêm phòng đối với những bà mẹ đang mang thai. Nghiên cứu đã được thẩm định, được công bố trên tạp chí Archives of Pathology and Laboratory Medicine vào ngày 10 tháng 2. Đã nghiên cứu 68 ca tử vong trong thời kỳ chu sinh ở 12 quốc gia khác nhau. Phân tích cho thấy, trong số 64 trường hợp thai chết lưu và 4 trẻ sơ sinh tử vong trong vòng 7 ngày sau khi sinh, tất cả các bà mẹ đều nhiễm Covid-19 khi đang mang thai và chưa được tiêm phòng. Các nhà nghiên cứu đã quan sát một trường hợp mà gọi là viêm nhau thai SARS-CoV-2. Đây là một biến chứng không phổ biến ở những người mang thai với Covid-19 và nó gây ra viêm nhau thai bất thường. Tăng lượng fibrin là một loại protein làm đông máu và làm chết mô cơ thể trong lớp tế bào bảo vệ của nhau thai. Các tác giả nghiên cứu lưu ý rằng virus đã phá hủy nhau thai một cách nghiêm trọng và lan rộng. Nhau thai là một cơ quan phát triển trong tử cung của phụ nữ khi mang thai và cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho em bé đang lớn. Tiến sĩ Graham May Smith là trưởng khoa sản và phụ khoa tại Trung tâm Khoa học Sức khỏe Kingston ở Đại học Queen cho biết thai chết lưu có thể do tổn thương nhau thai chứ không phải do em bé bị nhiễm virus. Trong khi đáng lo ngại, sự xuất hiện của viêm nhau thai SARS-CoV-2 là rất hiếm. Người mẹ được tiêm phòng có thể bảo vệ trẻ sơ sinh. Vào tháng Giêng, một nhóm bệnh viện ở tỉnh Ontario đã báo cáo một xu hướng đáng lo ngại về số ca nhập viện ở trẻ sơ sinh do COVID-19. Bệnh viện Nhi miền đông Ontario CHEO ở Ottawa lưu ý rằng tất cả trẻ sơ sinh nhập viện vào giữa tháng 12 đều có mẹ chưa tiêm phòng. Tại Canada, các quan chức y tế công cộng đã nhấn mạnh rằng phụ nữ mang thai nên chủng ngừa COVID-19 vì họ có nhiều nguy cơ bị các bệnh nghiêm trọng. Ủy ban Cố vấn Quốc gia về tiêm chủng là cơ quan Nazi của Canada cũng khuyến cáo rằng những người đang có kế hoạch mang thai, hiện đang mang thai hoặc là đang cho con bú nên tiêm đủ một đợt vaccine mRNA và một liều nhắc lại khi đủ điều kiện bác bỏ những tuyên bố vô căn cứ lan truyền trên mạng. Các chuyên gia cho biết, dựa trên dữ liệu thu thập được, vaccine COVID-19 không cho thấy dấu hiệu làm tăng nguy cơ thai chết lưu, sảy thai hoặc là dị tật bẩm sinh. Trong khi đó, thì một số nghiên cứu cho thấy rằng, những bà mẹ đã được tiêm vaccine COVID-19 trong khi mang thai có thể truyền kháng thể cho trẻ sơ sinh của họ qua sữa mẹ và nhau thai. Cho đến nay, không có vắc xin COVID-19 nào được chấp thuận cho trẻ em dưới 5 tuổi, kể cả trẻ sơ sinh. Các bộ xét nghiệm nhanh hiện có sẵn cho người dân Manitoba tại các điểm xét nghiệm cấp tỉnh. Những cư dân ở Manitoba không có triệu chứng hiện có thể nhận các xét nghiệm nhanh tại các địa điểm xét nghiệm COVID-19 của tỉnh. Tiến sĩ Brand Rusin là giám đốc y tế công cộng của tỉnh cho biết Nguồn cung đã tốt hơn, vì vậy người dân Manitoba không cần phải vội vã ra ngoài để nhận các xét nghiệm. Người dân có thể nhận được tối đa hai bộ dụng cụ xét nghiệm cho mỗi lần thăm khám. Kết quả xét nghiệm không bắt buộc phải được báo cáo, tuy nhiên, nếu ai đó có kết quả xét nghiệm dương tính thì họ được yêu cầu tự cách ly. Tiến sĩ Rosin cũng cho biết, United Way vừa nhận được một lô hàng gồm 16.000 bộ xét nghiệm để phân phối cho các dịch vụ xã hội cùng với các tổ chức cho người lớn tuổi và người mới tới Canada. Chuyển sang tỉnh bang Ontario, tỉnh Ontario đang phải đối mặt với tình trạng tồn động hơn 1 triệu ca phẫu thuật, một phần lớn là do đại dịch COVID-19, và một nhóm bác sĩ đang đề xuất tỉnh tài trợ cho một mô hình trung tâm chăm sóc ngoại trú mới để giúp giải quyết vấn đề này. Trong một báo cáo mới, Hiệp hội Y tế Ontario, gọi tắt là OMA, đề xuất tạo ra các trung tâm cứu thương tích hợp. Những trung tâm này sẽ làm việc với các bệnh viện địa phương để cung cấp các dịch vụ y tế được tỉnh bang bảo hiểm. Nhóm đại diện cho hơn 43.000 bác sĩ, sinh viên y khoa và bác sĩ đã nghỉ hưu của tỉnh Ontario cho biết Kế hoạch này sẽ tạo ra giường bệnh để các bệnh viện có thể tập trung vào việc đáp ứng các bệnh nhân cấp tính và cấp cứu mà không phải hy sinh việc chăm sóc không cấp tính. Số ca phẫu thuật tồn động không bao gồm đến các ca đã bị hủy bỏ trong đợt Omicron gần đây của COVID-19 và những người cần dịch vụ nhưng phải trì hoãn việc tiếp cận chúng trong thời gian đại dịch. Nhìn chung, Hiệp hội Y tế Ontario Ước tính đại dịch đã làm trì hoãn 21 triệu dịch vụ bệnh nhân, bao gồm cả phẫu thuật chăm sóc phòng ngừa, ra soát ung thư đến xét nghiệm chẩn đoán. Nhóm này cho biết hệ thống chăm sóc sức khỏe của tỉnh hiện phải đối mặt với hai thách thức chính, đó là giải quyết tồn động phẫu thuật và dành nguồn lực để giúp chăm sóc dân số người già. Tỉnh Ontario hiện có hơn 1.000 cơ sở y tế độc lập, nhưng báo cáo cho biết hầu hết trong số đó không được cấp phép để thực hiện các ca phẫu thuật được tài trợ công và thay vào đó tập trung vào các dịch vụ chẩn đoán như là siêu âm và chụp x quang Các trung tâm cứu thương tích hợp theo đề xuất của nhóm y tế có thể tập trung vào các ca phẫu thuật và thủ thuật ngoại trú trong chỉnh hình, phụ khoa, tiết niệu, tai mũi họng hoặc là nhãn khoa. Hiệp hội Y tế Ontario cũng cho biết quá trình mở các trung tâm chăm sóc mới có thể mất tới 8 năm và tổng chi phí sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau bao gồm số không gian mới cần được xây dựng và số không gian có thể được sửa chữa lại phát ngôn viên của bộ trưởng y tế christian elliott không loại trừ việc xem xét mô hình mới trong tương lai đồng thời kêu gọi chính phủ liên bang cung cấp thêm tiền cho các tỉnh để chăm sóc sức khỏe bà cũng chỉ ra một loạt các mô hình phẫu thuật hiện có ở tỉnh ontario và 300 triệu đô la được tài trợ vào mùa hè năm ngoái để giúp các bệnh viện bắt kịp các ca phẫu thuật và các dịch vụ khác. Quebec chi 65 triệu đô la để tuyển dụng và đào tạo 1.000 y tế nước ngoài Chính phủ Quebec đang đầu tư 65 triệu đô la để tuyển dụng và đào tạo khoảng 1.000 y tá từ các quốc gia nói tiếng Pháp đến làm việc tại 7 khu vực của tỉnh, nơi mà tình trạng thiếu hụt điều dưỡng trầm trọng, trọng nhất. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư, Bộ trưởng Lao động và Nhập cư Jean Boulet thông báo chiến dịch kéo dài 2 năm nhằm mục đích tích hợp các ứng viên quốc tế nói tiếng Pháp và đẩy nhanh việc công nhận các kỹ năng và năng lực của họ. Các ứng viên được chọn sẽ học ở một cơ sở CEGEP tại các khu vực được nhắm mục tiêu để được đào tạo từ 9 cho tới 12 tháng do chính phủ chi trả. Rồi sẽ được Hội Y tá Quebec công nhận các kỹ năng và kinh nghiệm lâm sàng của họ họ sẽ nhận được khoản phụ cấp 500 đô la một tuần trong suốt thời gian đào tạo. Sau đó thì họ được phép làm việc tối đa 20 giờ mỗi tuần với tư cách là trợ lý y tá trong quá trình đào tạo và sẽ được làm toàn thời gian trong các kỳ nghỉ. Ông Bule cho biết những người được chương trình tuyển dụng sẽ được giúp đỡ trong suốt quá trình nhập cư và ở mọi bước từ việc tìm nhà cho tới việc lấy bằng lái xe và đăng ký cho con đi học vợ hoặc là chồng của y tá cũng sẽ được cấp phép lao động mở. Nhóm y tá đầu tiên sẽ đến vào mùa thu năm 2022 và đầu năm 2023 để hoàn thành khóa đào tạo bồi dưỡng của họ. Ông Blair cho biết 344 người đã được chọn để tuyển dụng. Và ông cho biết một khi các ứng viên được khi bác lựa chọn thì chính phủ liên bang sẽ quyết định xem họ có được cấp thương trú nhân tại Canada hay không. Các quốc gia nói tiếng Pháp được nhắm tới bởi vì việc tuyển dụng y tá là Algeria, Cameron, Morocco, Tunisia và Mauritius. Phó thống đốc của Ngân hàng Canada cho biết họ sẽ mạnh mẽ để giải quyết lạm phát nếu cần. Ngân hàng Canada sẽ nhanh chóng và có khả năng mạnh mẽ trong việc giải quyết tình trạng lạm phát tăng cao. Một quan chức cấp cao cho biết hôm thứ Tư tạo điều kiện cho một chiến dịch tăng lãi suất tích cực. Phó Thống đốc Timothy Lane cho biết rủi ro lạm phát có thể tiếp tục dai dẫn hơn dự báo và ngân hàng trung ương đang ngày càng tập trung vào việc đối phó với rủi ro tăng cao. Và ông nói, chúng tôi sẽ nhanh nhẹn và nếu cần thì mạnh mẽ trong việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ của mình để giải quyết bất kỳ tình huống nào phát sinh như chúng tôi đã làm trong suốt thời gian hỗn loạn này. Theo một dữ liệu chính thức vào ngày thứ Tư cho biết, tỷ lệ lạm phát hàng năm của Canada đã đạt mức cao nhất trong 30 năm là 5,1% vào tháng Giêng. Đây là tháng thứ 10 liên tiếp, tỷ lệ này nằm trên mức phạm vi kiểm soát 1-3% của Ngân hàng Trung ương Canada. Phó thống đốc Len nói rằng nền kinh tế phục hồi nhanh hơn và lạm phát tiếp tục cao hơn, dự báo cho nhu cầu mạnh hơn và nguồn cung hạn chế hơn dự kiến. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương kỳ vọng tình trạng gián đoạn nguồn cung sẽ giảm bớt và lạm phát sẽ nhanh chóng giảm xuống trong nửa cuối năm 2022, mặc dù họ vẫn cảm giác trước nguy cơ lạm phát có thể tiếp tục gia dẫn hơn. Ngân hàng Trung ương vào tháng Giêng cho biết sự trì trệ của nền kinh tế Canada đã được hấp thụ và lãi suất sẽ cần phải tăng từ mức thấp kỷ lục hiện tại là 0,25%. Thống đốc Thief Marklum đã nói rằng người dân Canada nên mong đợi nhiều mức tăng. Cảnh báo bão mùa đông có hiệu lực đối với Windsor Essex, Tottenham Can và Sarnia. Bộ Môi trường Canada đã ban hành cảnh báo bão mùa đông cho các khu vực Windsor Essex, Tottenham Can và Sarnia Lambton với các điều kiện thời tiết nguy hiểm dự báo sẽ đến vào ngày thứ Năm. Cơ quan thời tiết cho biết cảnh báo có hiệu lực đối với Chatham-Kent, Rondo Park, Windsor, Leamington, Essex County, Sarnia, Petrolia, hạt Western Lambton, Watford, công viên Pinery và hạt Eastern Lambton. Bộ Môi trường Canada cho biết một hệ thống áp suất thấp dự kiến sẽ đi về phía đông bắc đi qua hồ Erie và hồ Ontario vào đêm thứ năm và mang theo một lượng mưa dự kiến sẽ bắt đầu vào tối thứ tư. Sau đó thì thời tiết sẽ chuyển sang mưa đóng băng và có thể lẫn với các viên băng vào sáng thứ năm và rồi chuyển thành tuyết hoàn toàn vào chiều thứ năm. Môi trường Canada cho biết sẽ có tới 5mm băng và 20cm tuyết cùng với việc giảm tầm nhìn và bề mặt trơn trợt ở các con đường, đường cao tốc, lối đi và bãi đậu xe và tầm nhìn thấp do tuyết thổi. Người dân được khuyến cáo nên cẩn thận hơn khi đi bộ hoặc là lái xe trong các khu vực được cảnh báo bão mùa đông. Tình trạng thời tiết khắc nghiệt ở vùng Maritimes vào thứ Sáu Một đợt không khí lạnh và một hệ thống áp suất thấp ngoài vùng Trung Tây Hoa Kỳ sẽ đi qua vùng Maritimes từ Tây sang Đông từ tối thứ Năm đến tối thứ Sáu. Sự kết hợp này sẽ mang lại mưa và tuyết lớn cũng như gió Tây Nam mạnh đến các khu vực trong vùng nhiệt độ giảm nhanh xuống mức đóng băng sẽ mang lại nguy cơ bề mặt băng giá vào chiều và tối thứ sáu. Sẽ có mưa rào, mưa phùn và sương mù loan lỗ cùng với nhiệt độ ôn hòa đến vùng Maritimes vào thứ năm. Đêm thứ năm thì sẽ chứng kiến mưa chuyển thành tuyết ở các khu vực phía bắc của New Brunswick, tạo ra các mẫu băng kèm theo mưa đóng băng. Dự kiến sẽ có mưa, đôi khi mưa nặng hạt, trong suốt thời gian còn lại của khu vực Maritimes vào sáng và chiều thứ sáu các khu vực của Maritimes mà có mưa ổn định hơn nên đề phòng lũ lụt cục bộ. Vì hệ thống thoát nước có thể bị tắt và băng tuyết tan chảy có thể tạo thêm nước. Một cơn gió Tây Nam sẽ xuất hiện từ đêm thứ tư đến sáng thứ năm, có nghĩa là có khả năng sẽ có gió giật trên diện rộng từ 40 đến 70 km một giờ vào thứ năm. Khu vực đầm lầy Tantrama trải dài phía bắc Nova Scotia và đông nam New Brunswick có thể hứng chịu những cơn gió giật từ 80 đến 100 km một giờ. Hạt Northern Inverness ở Cape Breton của Nova Scotia cũng có thể gặp rủi ro khi nhìn thấy gió giật gần hoặc vượt quá 100 km một giờ do địa hình của cao nguyên. Mức đỉnh điểm của gió Tây Nam có khả năng là vào sáng và chiều thứ Sáu, trong thời gian đó, mức cao điểm của gió giật có thể đạt từ 80 đến 100 km một giờ đối với các khu vực phía nam New Brunswick, PEI và Nova Scotia. Gió giật ở phía bắc hạt Inverness, Nova Scotia có thể đạt hoặc là vượt quá 130 km một giờ. Chiều tối thứ sáu sẽ thấy gió đi về hướng tây bắc. Đến sáng thứ bảy, gió sẽ giảm dần. Những cơn gió lớn thường đi kèm với nguy cơ mất điện, Cảnh báo gió đã được ban hành cho hạt Hà Cumberland, Nova Scotia và Đông Nam New Brunswick. Một tuyên bố thời tiết đặc biệt đã được ban hành trong toàn bộ vùng Maritimes vì lượng mưa lớn, gió lớn và nhiệt độ giảm nhanh. Canada thắng huy chương vàng ở môn tiếp sức 500m nam là huy chương Olympic thứ 6 trong sự nghiệp của Hamelin. Đội Canada đã giành được huy chương vàng trong bộ môn tiếp sức trượt băng tốc độ cự ly ngắn 5.000m tại Bắc Kinh năm 2022. Trong cuộc đua Olympic cuối cùng trong sự nghiệp lấy lưng của mình, Charles Hamelin đã kết hợp với Stephen Dubois, Pascal Dion và Jordan Pierre Child để giành lại vị trí cao nhất trên bục vinh quang. Về thứ hai là Hàn Quốc và Ý giành huy chương đồng. Cho đến nay, Canada đã có tổng cộng 18 huy chương tại Olympic Bắc Kinh với 3 huy chương vàng, 4 bạc và 11 huy chương đồng. Tình trạng COVID tại Canada Tính tới tối ngày 16 tháng 2, Canada báo cáo có thêm 8.030 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 3.218.731 và có thêm 9.321 ca được báo cáo đã hồi phục. Hiện nay có 131.596 ca còn bệnh và có thêm 111 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 35.791 cho đến nay. Đến nay đã có hơn 80 triệu mũi vắc xin đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó đã có hơn 32,48 triệu người hay là hơn 84,9% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và trên 80,1% dân số đã tiêm hai liều. Khoảng 89,3% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 84,3% đã tiêm hai liều. Đã có hơn 16,7% triệu liều phát sinh mỗi thứ ba đã được tiêm. Tại tỉnh Ontario đã báo cáo có 46 ca tử vong liên quan tới COVID-19 cùng với 2.532 ca nhiễm mới Tại tỉnh Quebec là báo cáo có 2.328 ca nhiễm mới và 24 ca tử vong. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới của Cường Culture Channel. Để ủng hộ cho chương trình này thì xin quý vị đừng quên bấm like, comment và share để giúp chúng tôi phổ biến chương trình này cho tất cả mọi người. Và đồng thời chúng tôi cũng kính mời quý vị hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem các video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị tiếp theo sau đây mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây liên quan tới cuộc khủng hoảng tại ukraine hoa kỳ cho rằng nga tuyên bố rút quân là sai sự thật lithuania cảnh báo các ngân hàng về các cuộc tấn công mạng những đợt cắt điện trong bối cảnh lo ngại chiến tranh ở ukraine tòa án cấp cao nhất của eu cắt giảm hàng tỷ euro cho ba lan và hungary đồng đô la giảm khi các nhà đầu tư để mắt tới Ukraine và doanh số bán lẻ mạnh mẽ. Bơ có thể sẽ khan hiếm và đắt hơn do ngừng nhập khẩu từ Mexico. Một nghiên cứu cho thấy chỉ 20 phút tập thể dục hàng ngày ở tuổi 70 có thể ngăn ngừa bệnh tim nặng. Samsung đầu tư 920 triệu Mỹ Kim để mở rộng nhà máy tại Việt Nam xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam đã tăng 7,4% trong năm nay với kim ngạch lên 43,5 tỷ Mỹ Kim. Và Việt Nam sẽ mở cửa trở lại hoàn toàn cho khách du lịch từ tháng tới. Khủng hoảng ở Ukraine, Nga tuyên bố rút quân là sai sự thật, theo Mỹ cho biết. Tuyên bố của Nga rằng họ đang chuyển quân khỏi biên giới với Ukraine là sai sự thật, theo một quan chức cấp cao của Mỹ. Người này nói thêm rằng 7.000 binh sĩ bổ sung đã đến trong những ngày gần đây. Quan chức này cũng cho rằng, Nga có thể viện cớ giả tạo để xâm lược Ukraine bất cứ lúc nào. Moscow cho biết họ đang chuyển quân khỏi biên giới Ukraine sau khi kết thúc các cuộc tập trận. Nhưng các quan chức phương Tây nói rằng họ không thấy bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố này. Nga phải thực hiện các bước thực sự để giảm leo thang. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đồng ý trong một cuộc điện đàm vào hôm thứ Tư theo lời của thủ tướng Đức. Nga nước đã nhiều lần phủ nhận kế hoạch xâm lược Ukraine mặc dù đã tích lũy được hơn 100.000 quân gần biên giới, gọi mối quan ngại của phương Tây về một cuộc xâm lược là sự cuồng loạn. Hôm thứ tư, Bộ quốc phòng nước này đã công bố một đoạn video cho thấy các xe tăng rời Crimea mà Nga đã sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Nhưng theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng Thêm hàng ngàn binh sĩ đã đến khu vực này trong những ngày gần đây, trong đó có một số quân vào hôm thứ tư. Phát biểu trước các nhà báo, quan chức Mỹ tỏ ra nghi ngờ về những khẳng định của Nga là họ đang rút quân khỏi biên giới với Ukraine. Tổng thư ký NATO là Jens Stoltenberg cũng cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy các lực lượng Nga đang giảm leo thang, đồng thời cho biết rằng mối đe dọa từ Nga đã trở thành một điều bình thường mới. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels, ông Stoltenberg cho biết, Liên minh đang xem xét thành lập các nhóm tác chiến mới, loại đơn vị quân sự tự cung tự cấp nhỏ nhất ở Trung và Đông Nam Âu. Ông cho biết đây là một phần của các biện pháp đang diễn ra nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của châu Âu, trong đó 270 tỷ đô la, tức là 199 tỷ bản Anh, đã được chi từ năm 2014 Mặc dù ông đã cố gắng trấn an Nga rằng NATO không phải là một mối đe dọa. Ông nói, Pháp đã đề nghị dẫn đầu một nhóm chiến đấu như vậy ở Romania. Bộ ngoại giao Nga cho biết họ không còn hứng thú với những tuyên bố của ông Stoltenberg. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Litva đã yêu cầu các ngân hàng của nước này chuẩn bị cho việc bị cắt điện và tấn công mạng vì mối quan hệ giữa Nga với Ukraine có nguy cơ dẫn đến xung đột quân sự. Mất điện và mất truy cập internet là một trong những kịch bản có thể xảy ra mà Ngân hàng Trung ương Lithuania yêu cầu các công ty tài chính cần chuẩn bị để sẵn sàng giải quyết. Lithuania cũng như các nước láng giềng Baltic như là Latvia và Estonia có chung lưới điện với Nga, chạy từ Moscow. Cảnh báo được đưa ra khi các cơ quan quản lý của khối châu Âu nói chung đã yêu cầu các ngân hàng chuẩn bị cho các cuộc tấn công mạng tiềm tàng của Nga và một số công ty tài chính tiến hành các trò chơi chiến tranh mạng để kiểm tra khả năng chống chọi với các cuộc tấn công mạng. Các công ty tài chính được yêu cầu chuẩn bị cho một cuộc tấn công tương tự như cuộc tấn công mạng SolarWinds lớn năm ngoái, có liên quan đến một cơ quan có trụ sở tại Nga và nhắm mục tiêu vào hàng trăm công ty và tổ chức. Hai ngân hàng Ukraine bao gồm cả ngân hàng lớn nhất đã bị tấn công mạng hôm thứ ba Trung tâm An ninh Thông tin Ukraine cho biết trong một tuyên bố cho thấy họ đang chỉ mũi dùi vào Nga. Theo giám đốc một tổ chức tư vấn trực thuộc NATO ở Riga là Janis Sartre cho biết, Nga có thể sử dụng các cuộc tấn công mạng và làm gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng ở Baltics và trên khắp phương Tây để cố gắng chia rẽ Liên minh phương Tây và cố gắng tạo áp lực nội bộ cho các chính phủ phương Tây. Trung Quốc thì nói Mỹ đang phóng đại mối đe dọa của Nga đối với Ukraine. Trung Quốc cáo buộc Hoa Kỳ bày trò đe dọa chiến tranh và tạo ra căng thẳng khi tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cảnh báo rằng hơn 150.000 quân Nga vẫn đang tập trung gần biên giới Ukraine sau khi Moscow tuyên bố rút quân một phần. Các quốc gia phương Tây đã đề xuất các bước kiểm soát vũ khí và xây dựng lòng tin để xoa dịu tình trạng bế tắc và thúc giục công dân của nước mình rời khỏi Ukraine vì một cuộc tấn công có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nga phủ nhận bất kỳ kế hoạch xâm lược nào. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là Wen Wenbin nói với các phóng viên tại một cuộc họp giao ban thường kỳ ở Bắc Kinh hôm thứ Tư rằng những thông tin thổi phồng và sai lệch dai dẳng như vậy của một số nước phương Tây sẽ tạo ra sự hỗn loạn và không chắc chắn cho thế giới đầy thách thức, đồng thời gia tăng sự đau khổ và chia rẽ. Trung Quốc đã bị một số nhà lãnh đạo phương Tây, trong đó có Thủ tướng Úc, ông Scott Morrison, chỉ trích lập trường về Ukraine. Tòa án cấp cao nhất của Euro đã cắt giảm hàng tỷ euro cho Ba Lan và Hungary. Tòa án cấp cao nhất của Liên minh châu Âu hôm thứ Tư đã thông qua việc cắt hàng tỷ euro ngân quỹ cho Ba Lan và Hungary, những quốc gia mà những người cầm quyền theo chủ nghĩa dân túy đã bị khối này cáo buộc vì vi phạm các quyền dân chủ. Hungary và Ba Lan từ lâu đã được hướng lợi từ các quỹ của euro mà khối này đã rót vào để giúp phát triển kinh tế kể từ khi hai nước này gia nhập vào năm 2004. EU nói rằng để nhận được những lợi ích đó thì các quốc gia phải duy trì các tiêu chuẩn chung của châu Âu, điều mà Warsaw và Budapest đã thực hiện bằng cách áp đặt quyền kiểm soát chính trị đối với cơ quan tư pháp và truyền thông và đồng thời hạn chế các quyền công dân. EU đã đóng băng quỹ phục hồi đại dịch trị giá 36 triệu euro cho Ba Lan và 7 tỷ euro cho Hungary. Ba Lan là thành viên cộng sản lớn nhất của EU với 38 triệu dân, có đủ điều kiện nhận hơn 75 tỷ euro đến năm 2027. Bao gồm cả về khí hậu, số hóa và sức khỏe cộng đồng. Ba Lan và Hungary đe dọa sẽ trả đũa bằng cách đình trệ các quyết định khác của EU. Những quyết định sẽ đòi hỏi sự nhất trí, bao gồm cả về khí hậu và năng lượng và chính sách nói ngoại. Đồng đô la giảm giá khi các nhà đầu tư để mắt tới Ukraine và doanh số bán lẻ mạnh mẽ. Chỉ số đô la Mỹ đã giảm nhẹ trong tuần thứ hai liên tiếp vào ngày thứ tư khi các nhà đầu tư theo dõi các dấu hiệu về liệu căng thẳng ở Ukraine có thể lắng xuống hay không. Nhưng dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ mạnh hơn dự kiến đã giúp hạn chế sự sụt giảm của chỉ số. Chỉ số này đã nhanh chóng giảm bớt các khoản lỗ sau khi dữ liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ phục hồi mạnh hơn trong tháng Giêng. Điều này đã khẳng định hơn việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ tăng lãi suất vào tháng 3. Chỉ số đô la đã giảm 0,1% lần trước trong khi đồng euro tăng 0,1% ở mức 1,1366 đô la. Đồng đô la Mỹ giảm 0,2% so với franc Thụy Sĩ và giảm 0,1% so với Yên Nhật. Đồng rút Nga mạnh lên 0,5% so với đồng bạc xanh ở mức 75,35 mỗi đô la. Bản Anh được giao dịch lần cuối ở mức 1,3573 đô la, tăng 0,30% trong ngày. Dữ liệu trước đó cho thấy lạm phát của Anh đạt mức cao nhất gần 30 năm là 5,5%. Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lãi suất hai lần kể từ tháng 12 và thị trường tài chánh kỳ vọng một đợt tăng lãi suất nữa vào ngày 17 tháng 3 sau cuộc họp tiếp theo của BOE. Trong tiền điện tử thì Bitcoin đã giảm 2% ở mức giá 43.686 đô la những người di cư khâu miệng để tìm đường đi mexico tới biên giới hoa kỳ một chục người di cư không có giấy tờ tùy thân ở biên giới phía nam của mexico đã phải bịt miệng của họ lại để thuyết phục cơ quan nhập cư của nước này cho phép họ đi đến biên giới hoa kỳ những người di cư chủ yếu là người trung và nam mỹ đã giúp nhau bịt kín môi bằng kim và chỉ nhựa chỉ chưa là một khoảng trống nhỏ để uống và dùng côn để lao những giọt máu trên vết khâu. Một số người đã mang theo con cái của họ khi họ tổ chức cuộc biểu tình gây gắt ở Tapachula, một thành phố ở biên giới với Guatemala, là nơi đã có hàng ngàn người di cư trong nhiều tháng qua đang chờ đợi giấy tờ để có thể tự do qua nước Mỹ. Trong những năm gần đây, số lượng người di cư đến Mexico để trải trốn bạo lực và đói nghèo đã tăng vọt. Năm 2021, Mexico ghi nhận số lượng đơn xin tị nạn đã tăng 87%. Chủ yếu là người từ Haiti và Honduras. Cơ quan tị nạn của Liên hợp quốc gần đây cho biết, Mexico nên xem xét các chương trình viện trợ mới trong bối cảnh lượng người nước ngoài đến gia tăng. Nhiều người trong số họ là người Venezuela, đó là những người mà Mexico hiện yêu cầu phải có thị thực. Bạn có phải là người thích ăn quả bơ? Trong bản tin tiếp theo, cho biết, trái bơ có thể sẽ khan hiếm và đắt hơn do ngừng nhập khẩu từ Mexico. Bơ có thể sẽ khan hiếm và đắt hơn trong những tuần tới nếu lệnh tạm ngừng nhập khẩu bơ Mexico hiện tại của Hoa Kỳ vẫn tiếp diễn. Hôm thứ bảy, chính phủ Mexico xác nhận chính phủ Hoa Kỳ đã đình chỉ tất cả bơ nhập khẩu của Mexico sau khi một thanh tra an toàn thực vật của Hoa Kỳ ở Mexico nhận được một lời đe dọa việc tạm dừng là một điều bất ngờ khiến các cửa hàng tạp hóa, nhà hàng và người tiêu dùng không có thời gian chuẩn bị trước khi việc nhập khẩu bơ Mexico bị tạm dừng. và mặc dù đây là tạm thời nhưng vẫn chưa rõ sẽ kéo dài trong bao lâu. Michoacán là bang duy nhất của Mexico được phép xuất khẩu bơ sang Mỹ cho đến khi bị đình chỉ. Hoa Kỳ phụ thuộc rất nhiều vào quốc gia có biên giới đối với sản phẩm này. Theo David Magana Nhà phân tích rau quả cao cấp của Rabobank, khoảng 80% bơ được mua ở Mỹ và thời điểm này trong năm, con số đó tăng lên gần 90%. Tuy nhiên, sản lượng bơ California tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. McKenna cho biết, điều đó sẽ giúp bù đắp ít nhất một số vấn đề về nguồn cung, mặc dù có khả năng không đủ để đáp ứng sự thèm ăn của những người tiêu dùng Hoa Kỳ đối với loại trái cây này kể từ khi bang Michoacan bắt đầu xuất khẩu bơ vào khoảng 25 năm trước. Doanh số bán bơ đã tăng vọt nhờ sự phổ biến của món guacamole và bánh mì nướng bơ. Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, từ năm 2001 đến 2018, người Mỹ đã tăng gấp 4 lần mức tiêu thụ bơ, lên 8 pound một năm mỗi một người. Do ngày càng phổ biến và theo mùa, nên giá bơ thường không ổn định. Năm ngoái, lượng hàng xuất xưởng cao hơn đồng nghĩa với việc giá thấp bất thường, nhưng nhu cầu mạnh mẽ cho đến nay vào năm 2021 đã làm tăng giá. Chính phủ Hoa Kỳ chưa đưa ra bất kỳ mốc thời gian chính thức nào về thời gian tạm ngừng có thể kéo dài. Cơ quan này cũng cho biết họ đang làm việc với hải quan và biên phòng để cho phép những trái bơ đã được kiểm tra và chứng nhận xuất khẩu vào ngày 11 tháng 2 tiếp tục được nhập khẩu. Bất chấp những lo ngại về giá trong ngắn hạn, có tin tốt cho những người hâm mộ bơ, Gần đây, Hoa Kỳ đã chấp thuận cho một bang thứ hai của Mexico là Jalisco bắt đầu xuất khẩu bơ của mình. McKenna hy vọng những mặt hàng nhập khẩu này sẽ bắt đầu đổ bộ vào các cửa hàng tạp hóa ở Mỹ vào mùa hè này. Điều này có thể giúp giảm giá trong dài hạn. Một nghiên cứu mới cho thấy tập thể dục vừa phải với cường độ mạnh có thể là cách tốt nhất để trì hoãn bệnh tim nặng ở người lớn trong độ tuổi từ 70 đến 75. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí trực tuyến Heart đã sử dụng dữ liệu từ 2.754 người Ý từ 65 tuổi trở lên từ năm 1995 đến năm 1997. Những người tham gia trình bày chi tiết lịch sử y tế, khám sức khỏe, chụp hình và nhiều xét nghiệm máu trong các đánh giá ban đầu của các nhà nghiên cứu. Các cuộc đánh giá sâu hơn đã được thực hiện sau đó 4 và 7 năm. Hoạt động thể chất của người tham gia được đánh giá thông qua bảng câu hỏi trong mỗi khoảng thời gian đánh giá, với những người có hoạt động thể chất vượt quá 20 phút được xác định là hoạt động. Sức khỏe của những người tham gia sau đó được theo dõi thông qua hồ sơ xuất viện và giấy chứng tử cho đến cuối năm 2018. Với 2.754 người tham gia được đưa vào phân tích cuối cùng, hơn 1.000 chẩn đoán mới về bệnh tim, suy tim và đột quỵ đã được thực hiện trong thời gian theo dõi. Cả việc gia tăng hoạt động thể chất và lối sống tích cực đều có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và tử vong ở cả nam và nữ. Nghiên cứu cho thấy, mức giảm nguy cơ lớn nhất được quan sát đối với các trường hợp mới mắc bệnh tim mạch vành và suy tim ở tuổi già. Nghiên cứu cho thấy, những người lớn tuổi năng động đạt được những lợi ích lớn nhất ở tuổi 70 và 20 đến 40 phút hoạt động thể chất hàng ngày giúp giảm bệnh tim và suy tim nhiều nhất. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng các kết quả cho thấy rằng các chính sách y tế công cộng nên được nhắm mục tiêu vào việc thúc đẩy hoặc bắt đầu hoạt động thể chất ở giai đoạn giữa và đầu thời gian sau của cuộc đời, mang lại hiệu quả cao hơn có thể trong việc giảm các nguy cơ tim mạch. Nên vận động thể chất từ trung bình đến mạnh ít nhất 20 phút mỗi ngày để đạt được những lợi ích tim mạch lớn nhất, nghiên cứu cho biết. Chuyển sang các bản tin liên quan đến Việt Nam. Samsung đầu tư 920 triệu đô la Mỹ để mở rộng nhà máy tại Việt Nam. Nhà sản xuất linh kiện điện tử Hàn Quốc Samsung Electro Mechanics Co. sẽ đầu tư 290 triệu đô la Mỹ vào một cơ sở sản xuất ở miền Bắc Việt Nam. Chính phủ cho biết khoản đầu tư này sẽ thúc đẩy hoạt động sản xuất bản mạch in và các linh kiện điện thoại khác hiện có của công ty tại tỉnh Thái Nguyên, đồng thời nâng tổng vốn đầu tư của công ty lên 2,27 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam, một cường quốc sản xuất, ngày càng trở thành một phần quan trọng của chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Việt Nam đã thu hút sự quan tâm và đầu tư từ các công ty đang tìm cách đa dạng hóa sản xuất và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Và vì Việt Nam đã thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, theo hãng thông tấn Reuters đưa tin. Xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam đã tăng 7,4% trong năm nay, lên 43,5 tỷ Mỹ Kim. Hiệp hội dệt may Việt Nam nói với Reuters rằng xuất khẩu hàng may mặc của họ dự kiến sẽ tăng 7,4% trong năm nay, tăng 43,5 tỷ Mỹ Kim do các nhà máy tiếp tục sản xuất mặc dù nhiễm coronavirus gia tăng. Nằm trong số các nhà sản xuất lớn nhất thế giới cho các thương hiệu như là Nike, Zara và H&M, Việt Nam gần đây đã dỡ bỏ hầu hết các hạn chế COVID-19 thứ đã làm gián đoạn sản xuất và gây khó khăn cho chuỗi cung ứng toàn cầu trong năm ngoái. Các ca nhiễm coronavirus hàng ngày ở quốc gia Đông Nam Á này đã đạt mức cao kỷ lục 31.800 vào ngày thứ ba. Nhưng mà các doanh nghiệp và chuyên gia cho biết, nguy cơ lặp lại các đợt đóng cửa của năm ngoái đã thấp hơn khi mà hàng triệu công nhân của các nhà máy đã được tiêm phòng và biến thể Omicron có vẻ ít nghiêm trọng hơn việc ngừng hoạt động liên quan tới đại dịch đã ảnh hưởng tới 1,2 triệu công nhân may mặc vào năm ngoái, tương đương 65% lượng lao động của ngành. Việt Nam đã ghi nhận có 2,57 triệu ca nhiễm COVID-19 và khoảng 39.000 ca tử vong. Theo số lượng chính thức, đã có hơn 76% dân số 98 triệu người đã nhận được ít nhất là hai liều vaccine. Việt Nam sẽ mở cửa trở lại hoàn toàn cho khách du lịch từ tháng tới. Bộ Du lịch Việt Nam hôm thứ Ba đã đề xuất mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch nước ngoài và dỡ bỏ gần như tất cả các hạn chế đi lại từ ngày 15 tháng 3, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch. Đề xuất sẽ được để trình lên Thủ tướng để phê duyệt, tuần theo các bước mở cửa trở lại tương tự được thực hiện bởi các nước Đông Nam Á khác như là Thái Lan, Philippines, nơi biến thể Omicron COVID-19 đã gây ra sự gia tăng đột biến trong thời gian gần đây về các ca nhiễm trùng mới, nhưng số trường hợp nhập viện ít hơn và tử vong cũng ít hơn so với các biến thể trước đó. Đề xuất bao gồm duy trì yêu cầu cách ly một ngày đối với khách du lịch cộng với yêu cầu xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi khởi hành và khi đến. Việt Nam nằm trong số các nước đã áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt nhất thế giới khi đại dịch coronavirus hoàn hành toàn cầu. Dù đã chứng kiến một số thành công ban đầu trong việc ngăn chặn virus, nhưng chính sách này đã giáng một đòn mạnh mẽ vào lĩnh vực du lịch đang phát triển của Việt Nam, vốn chiếm khoảng 10% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2019. Lượng khách nước ngoài đã giảm xuống còn 175.000 vào năm ngoái so với 18 triệu của năm 2019. Kể từ tháng 11, Việt Nam đã cho phép khách du lịch nước ngoài đến thăm các địa điểm được chỉ định theo chương trình hộ chiếu vaccine và ban đầu có mục tiêu mở cửa hoàn toàn trở lại ngành du lịch từ tháng 6. Theo số liệu chính thức, gần 77% trong số 98 triệu dân đã được tiêm chủng, một trong những tỷ lệ cao nhất trong khu vực. Cũng trong bản tin liên quan đến Covid-19, dòng biến thể phụ Omicron mới BA.2 lan truyền nhanh chóng, chiếm khoảng 1 trong số 5 ca Covid-19 mới theo Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố. Một báo cáo mới được công bố về dòng biến thể phụ BA.2 của Omicron cho thấy, chủng vi khuẩn này chiếm 21,5% trong tổng số các trường hợp Omicron mới được phân tích trên toàn thế giới trong tuần đầu tiên của tháng 2. Omicron, chính nó thì chiếm gần như tất cả các biến thể được xác định trên toàn cầu là 98,3% trong các mẫu được giải trình tự gen được gửi đến trung tâm chia sẻ dữ liệu GISAID trong 30 ngày trước. BA.2, đôi khi còn được gọi là biến thể Omicron tàng hình, chiếm phần lớn các trường hợp mới được xác định ở 10 quốc gia tính đến thứ hai. Những quốc gia đó bao gồm Đan Mạch, Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh, Brunei, Darussalam, Guam, Montenegro, Nepal, Pakistan và Philippines. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng có sự khác biệt lớn trong phạm vi lây lan rộng khắp toàn cầu của nó. Với khu vực Đông Nam Á, báo cáo tỷ lệ lây lan của BA.2 là cao nhất trong số các trình tự Omicron với 44,7%. Còn khu vực châu Mỹ thì báo cáo tỷ lệ lây lan thấp nhất là chỉ có ở 1%. Ngược lại, tỷ lệ lây lan của chủng Omicron BA.2 mới ở Nam Phi đã tăng từ 27% vào ngày 4 tháng 2 lên 86% vào ngày 11 tháng 2. Ở Vương quốc Anh thì nó đã tăng gấp 6 lần kể từ 17 đến 31 tháng 1, tăng từ 2,2% lên 12%. Đan Mạch thì đã chứng kiến số ca BA.2 của họ tăng gấp đôi từ tuần cuối cùng của năm 2021 đến giữa tháng 1 năm 2022 từ 20% lên 45%. Nó đã trở thành biến thể thống trị ở quốc gia đó vào tuần thứ ba của tháng Giêng. Một báo cáo vào cuối tháng 1 từ Viện Huyết Thanh Staten hoạt động dưới sự bảo trợ của Bộ Y tế Hà Lan cho thấy rằng biến thể BA.2 có thể sẽ chiếm gần 100% tất cả các trường hợp vào giữa tháng 2 năm 2022. Báo cáo cũng cho thấy rằng biến thể BA.2 có thể lây truyền nhiều hơn khoảng 30% so với biến thể BA.1 là biến thể Omicron gốc. Cập nhật tình hình COVID-19 tại Việt Nam Bản tin dịch COVID-19 ngày 16 tháng 2 của Bộ Y tế cho biết có 34.737 ca COVID-19. Trong ngày có 6.882 ca khỏi bệnh và 66 ca tử vong. Hà Nội ghi nhận số ca mắc cao nhất với 3.888 ca. Thái Nguyên ghi nhận hơn 2.000 ca. Các địa phương ghi nhận trên 1.000 ca bao gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Nghệ An. Kể từ đầu dịch cho đến nay, thì Việt Nam đã có 2.606.824 ca nhiễm với 39.188 ca tử vong tổng số ca được điều trị khỏi là 2.249.155 ca và số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.826 ca. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 15 tháng 2 đã có 413.574 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy thì tổng số liều vaccine đã được tiêm là 186.892.927 liều. Trong đó thì mỗi một, là 79,23 triệu liều và tiêm mũi 2 là 74,8 triệu liều, tiêm mũi 3 là 32,84 triệu liều. Cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và tỷ giá hối đoái. Hôm nay một gia kim bằng 0,7883 Mỹ kim và bằng 0,6930 euro. Một gia kim bằng 17.974,66 đồng Việt Nam và một Mỹ kim bằng 22.815.71 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 91 ,61 đồng 61 Mỹ kim một thùng và giá dầu Brent là 92 ,88 đồng 88 Mỹ kim một thùng. Giá vàng giao ngay ở mức 1.869.43 Mỹ kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo. Culture Magazine có các video tin tức được cập nhật hàng ngày cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe, đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Tuần Liêm xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và kính chào tạm biệt. Một biến thể của dịch bệnh coronavirus có khả năng lan truyền nhanh đến kinh ngạc đang xuất hiện tại tỉnh Ontario. Chúng ta cần nâng cao ý thức phòng chống nạn dịch. Hãy đi tiêm ngừa, và lập tức tiêm mũi tăng cường. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp mà chúng ta biết chắc có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Hãy tự bảo vệ bản thân, tránh bị lây nhiễm coronavirus. Quý vị có thể đến trang mạng ontario.ca gạch chéo COVID-19 để tìm hiểu thêm thông tin mới. Một lời nhắn của chính